Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo sĩ Tử Thông Quý vị thân mến, ở trong chương trình ngày hôm nay Tử Thông sẽ chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những cái giờ hoàng đạo để thắp hương trong cái ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch năm 2024 năm Giáp Thìn à, Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi để chọn ra cho mình được những cái giờ tốt à, Như quý vị đã biết, ý, cái việc thắp hương nó bắt nguồn từ rất lâu đời và được duy trì cho đến tận ngày nay cái nén hương đổ lễ dâng lên trên ban thờ thần Phật Gia Tiên chính là cái nhịp cầu kết nối giữa cái thế giới hữu hình và thế giới vô hình giữa âm và dương giữa người sống và những người đã khuất bởi thế mà vào các ngày lễ tết dỗ chạp ngày rằm ngày mùng một ấy, thì người dân việt nam có thói quen thắp hương để tưởng nhớ đến gia tiên cầu bình an cho gia đạo thì đây là một cái nét đẹp văn hóa góp phần bảo tồn cái giá trị bản sắc dân tộc chứ không hề mang cái tính chất là dị, mê tín dị đoan À, việc dâng hương, dân đồ lễ thì nói chung ấy thường là chia làm hai mục đích. Một là để cúng bái âm giới tức là gọi âm, tức là dành cho những người đã khuất. Thứ hai là để cầu khấn thần Phật, thần tiên, Bồ Tát đấy, cũng như là các vị Phật tổ. Và dù với mục đích gì thì chắc nữa thì khi thắp hương nếu mà quý vị chọn được những giờ hoàng đạo những giờ tốt thì mọi việc nó cũng sẽ được suôn sẻ thuận lợi và hành thông. Và trong cái ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch sắp tới đây, nếu mà gia chủ thắp hương vào đúng 3 giờ hoàng đạo này thì cả nhà sẽ được hưởng phú quý giàu sang. Vậy đó là những giờ hoàng đạo nào? Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Và trong chương trình ngày hôm nay thì Tử Thông cũng sẽ sử dụng cái quyển sách là Ngày Tốt Toàn Thư để mà tìm ra cho quý vị và các bạn những giờ tốt để chúng ta tiến hành công việc thắp hương. À, thắp hương trong ngày 1 tháng 4 âm lịch nhé. Thì quý vị hãy mở trang 129, 129. Đấy. Ở cái số thứ tự thứ 9 ấy, nó là ngày nhâm thân để chúng ta cùng xét về À, cắt hôm trong ngày cũng như là gì trong ngày thì có những cái giờ tốt nào nhá thì quý vị biết ấy, cái ngày mùng 1 tháng tư lịch thì nó là ngày nhâm thân nó rơi vào ngày mùng 8 tháng 5 dương lịch cái ngày nhâm thân thì quý vị biết chúng ta có nhâm thủy thân kim đúng không ạ kim thủy tương sinh tức là gì à, là một hôm nay là ngày nghĩa nhật nạo âm của ngày nó là kiếm phong kim nó kỵ tuổi bính dần tuổi canh dần ngày thuộc hành kim thì nó khắc hành mộc đặc biệt các tuổi mậu tuất thì nhờ có kim khắc mà được lợi Ngày thân thì lục hợp với tỵ, tam hợp với tý và thìn trở thành thủy cục. Thân thì xung với dần, hình dần, hại hợi, hình hợi, phá tỵ và tuyệt mão. Trong ngày 1 tháng 4 ấy, ngày 1 tháng 4 tháng 4 đó là tháng tỵ đúng không ạ? Chúng ta có trực là gì? À, kiến trừ mãn bình đúng không ạ? Nó là trực trực bình và có sao cơ là cái sao cát trong bộ nhị thập bát tú. Và cái 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 ngày nhâm thân này, cái ngày mùng 1 tháng 4 lịch ấy, nó vẫn là cái tiết khí của tiết khí lập hạ nhé Tiết lập hạ nó khởi từ ngày mùng 5 tháng 5 mà cái ngày mùng 1 tháng 4 nó là ngày nó là ngày mùng 8 tháng 5 đúng không ạ? Như vậy là gì? Nó chuyển tiết khí được 3 ngày nó vẫn được tiết lập hạ nhé à, Thì để xét được cái giờ tốt thấp hương thì đầu tiên chúng ta cũng cần phải xét về cái cát hung trong ngày đã đúng không? Thì trong cái ngày như mùng 1 tháng 4 lịch ngày nhâm thân ấy Chúng ta sẽ có cát thần sau này Các cát thần thì có lục hợp này, có minh phệ này đấy. Có ngũ phú, có thất thánh, có thần tại, có trừ thần, có tướng nhật Có tục thế, có đại minh Đó đó là những cái cát thần còn hung thần trong ngày hôm nay để có gì có băng tiêu ngoã hãm có cửu khổ bắt cùng có su họa có giao long hoang vu có hoành thiên chu tước có huyết kỵ hà khôi ly khoa à, mộc mã sát nguyệt hình nguyệt hư ngũ ly à, ngũ ly thì nó kỵ cưới hỏi quý vị nhé là ngày phục nhật đấy, phục tang thiên cách thiên hình thổ ngân à, tứ đại kỵ à, tứ đại kỵ thì nó kỵ giá thú như vậy ngày hôm nay mà giá thú thì nó cũng không tốt đúng không ạ và gì và có tử thần nữa À, như vậy là chúng ta đã vừa xét xong về cắt hung trong cái ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch, đúng không ạ? Mùng 1 tháng 4 âm lịch. Vậy thì sau khi mà xét về cắt hung trong ngày ấy, thì từ đó chúng ta sẽ có những cái cơ sở để đánh giá và chọn được ra những giờ tốt lành nhất, đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta cùng xét về cái giờ tốt nhé, cái giờ tốt từ giờ tí đến giờ à, đến giờ hợi xem là trong cái 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 ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch ngày nhâm thân này này thì chúng ta sẽ có cái giờ nào tốt nhất. Thì quý vị ấy mở trang 129 của cuốn sách ngày tốt tuần thư nhé. À, quý vị có thể tham khảo thêm một quyển sách ngày tốt tuần thư bằng cách liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 9119 để thỉnh quyển sách ngày tốt tuần thư tự xem ngày lành tháng tốt cho mình nhé. Trong này có đầy đủ tất cả các loại ngày tốt để cho quý vị lựa chọn. Vậy nên là quý vị có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng. À, thưa quý vị, thì để tìm ra cái giờ tốt thì quý vị hãy mở trang 129 nhé. Bắt đầu chúng ta cùng xét từng giờ một này. Thì giờ đầu tiên chúng ta xét là giờ giờ tí đúng không ạ? Giờ tí thì trong cái ngày 1 tháng 4 nó là giờ canh tí từ 23 giờ đến 1 giờ. Thì giờ canh tí ấy, nó có các sao nhỉ? Có thanh long, có tam hợp, có đế vượng, có tham lang, có quả tú, Đấy, địa binh. Nói chung ấy, cái giờ tí trong ngày thân thì nó là giờ tốt, là giờ rất là khá khá là tốt. Nhưng mà cái tầm này ấy, thì người ta cũng không không thấp hơn giờ này. Đó. À, tiếp theo giờ thứ hai chúng ta xét là giờ sửu. Giờ xỉu là từ 1 đến 3 giờ thì nó là giờ tân sửu. Giờ tân sửu thì có các sao như là có minh đường này, có thiên quan quý nhân này, có tứ đại cát thời này, có hữu bật này, có thủy tinh này. Giờ xỉu cũng khá là tốt rất là tốt luôn ấy. có rất nhiều cái cắt tinh nhưng mà quý vị cũng thì cần phải lưu ý nhé trong giờ này thì người ta cũng thường là không thắp hương vào giờ này Đó. tiếp theo giờ thứ ba chúng ta xét là, là giờ dần giờ dần ấy, giờ dần được từ 3 giờ đến 5 giờ sáng 3 giờ 5 giờ sáng thì có các sao như là có thiên hình đúng không ạ có thời pháo có thời hình có la thiên đại thoái có triệt lộ không vong có thiên tạc thái âm nói chung là cái giờ dần này dần thân là tương xung nên là cái giờ này cũng khá là xấu Đấy, chúng ta không dùng nhé Ngày thân thì quý vị kỹ giờ dần nhé Kỹ giờ dần, đó Tiếp đến chúng ta xét đến giờ, tiếp theo là giờ mão Giờ mão là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng Đó là giờ quý mão Thì nó có các sao như là có chu tước, có chiều độ không vong à, Nhưng ở bên cạnh đó nó lại có thiên ất quý nhân Đấy, có tham lang, có mộc tinh Nói chung ấy, giờ mão thì quý vị có thể là tiến hành thắp hương rồi nhé Nó cũng không phải là giờ tuyệt đối tốt Nhưng mà nó vẫn là một cái giờ mà quý vị có thể thắp hương được Đây tử thông ghi ra là 5 đến 7 giờ sáng Đấy, giờ tốt đầu tiên là từ 5 giờ đến 7 giờ sáng là giờ giờ mão tiếp theo chúng ta cùng xét đến giờ thìn giờ thìn ấy, thì nói chung ấy, là từ 7 giờ đến 9 giờ sáng 7 giờ đến 9 giờ sáng nó là giờ giáp thìn thì trong cái ngày nhâm thân giờ giáp thìn nó là một cái giờ mà có thì có kim quỹ hoàng đạo có phúc tinh quý nhân có tứ đại cát thời có tam hợp có hữu bật đấy, cái đô nhật mộ nói chung ấy, cái giờ 7 đến 9 giờ sáng cái ngày cái ngày mùng 1 tháng 4 là giờ cực tốt nhé Đấy, tử thông viết ra đây là tốt thứ hai là từ 7 giờ đến 9 giờ là giờ hoàng đạo đấy, là giờ đại cát luôn đấy, đại cát hoàng đạo luôn. thì quý vị có thể là nếu mà sắp xếp một thời gian đấy, thì có thể là gì tiến hành vào cái giờ này cũng được gì thuận lợi may mắn và anh thông nhá. đến giờ tiếp theo này nó là giờ giờ tỵ, giờ tỵ thì nó là 9 giờ 11 giờ, nó là giờ ấp tỵ. thì trong cái giờ tỵ nó có các sao như là có gì, có thiên đức đấy, có thiên đức bảo quang tinh ấy có thiên ất quý nhân có quý đăng thiên môn có lục hợp có tả phụ có hà khôi có thổ tinh kiếp sát thiên tặc nói chung cái giờ này cũng là giờ đại cát nhé giờ đại cát tị thân lục hợp vậy nên là gì giờ tốt thứ ba này thứ ba thì nó là từ 9 giờ đến 11 giờ nó cũng là giờ đại cát à, tiếp theo chúng ta xét đến giờ ngọ giờ ngọ là từ 11 đến 13 giờ nó là giờ bính ngọ Giờ Bến ngọ này có các sao như có bạch hổ này, có la hầu này, có cô thần, có thiên binh, có hỷ thần, có đường phù. Nói chung ấy, cái giờ ngọ trong cái ngày ngày mùng 1 nó là giờ cũng khá là xấu. Quý vị không nên thắp hương giờ này nhá. Tiếp đến chúng ta xét đến 13 giờ đến 15 giờ, đó là giờ mùi. Giờ mùi là từ 13 đến 15 giờ nó có các sao như là có ngọc đường. Đấy, có thiên quan, thiên quan quý nhân ấy, có tứ đại các thời, có thiên sáng ngũ hợp, lại có gì có quốc ấn, có vũ khúc. Đấy, có kim tinh, có thiên cầu hạ thực. Nói chung cái giờ mùi này cũng là một cái giờ tốt nhé, nó cũng là giờ đại cát đấy. 4 là giờ mùi từ 13 giờ đến 15 giờ. Thì cũng là giờ đại cát, giờ hoàng đạo. Đó. Tiếp theo, chúng ta xét đến giờ thân. Giờ thân là từ 15 giờ đến 17 giờ nó là giờ mậu thân. Giờ mậu thân thì từ 15 giờ đến 17 mười 17 giờ nhé, là giờ mậu thân ấy, thì nó có thiên lao à có ngũ bất ngộ có lục mộ, có lôi binh đấy mặc dù nó có thái dương có trường sinh nhưng mà gì nó cũng là một cái giờ rất là xấu quý vị không nên dùng tiếp đến chúng ta xét đến giờ tiếp theo là giờ dậu giờ dậu thì là từ 17 giờ đến 19 giờ thì nó có huyền vũ hắc đạo có hỏa tinh có cổ mộ sát có cửu xú có la thiên đại tiến nói chung là cái giờ dậu cũng là giờ khá là xấu tiếp theo chúng ta sẽ xét đến giờ tiếp theo đó là giờ giờ tốt giờ tốt thì nó có tư mệnh hoàng đạo có tứ đại các thời, có thủy tinh, à, có minh tinh, có ngũ quỷ, có tuần trung không phong, có địa binh. Nói chung cái giờ này cũng là giờ trung bình, nhưng mà cái buổi tối là 19 đến 21 giờ thì thường thường người ta cũng không thấp hơn nữa. Nên là quý vị bỏ qua nhé, tử tượng không không xét. Tiếp đến chúng ta xét đến giờ hợi. Giờ hợi thì nó có có nhật mã lại có tuần không, đó. nó có câu trần, nó có ngũ quỷ, có thời hình, thời thời hại, có thiên cương, có tuần trung không phong, có thái âm, ngũ phủ và nhật lộc. Nói chung ấy, giờ hội này cũng là cái giờ cũng khá là muộn nên thường là gì? Chúng ta cũng không thắp hương vào giờ này. Đó. Như vậy là gì? Ngày mùng 1 tháng 4 âm lịch ý, thì chúng ta sẽ có ba cái khung giờ đại cát để thắp hương nhé Có ba khung giờ đại cát để thắp hương. À, giờ tốt đầu tiên đó là 7 đến 9 giờ. Đấy, đó là giờ giờ thìn. Giờ tốt thứ hai là 9 đến 11 giờ là giờ tỵ và giờ tốt thứ ba là giờ 13 đến 15 giờ đó là giờ mùi. Thì đây là ba cái khung giờ đại cát để cho quý vị thắp hương. Đấy để mọi việc được hanh thông thuận lợi thì ngoài ra ấy, nếu mà quý vị uh, có việc phải đi sớm ấy, thì quý vị cũng có thể thắp hương vào năm 7 giờ sáng đó để gì uh, đây cũng là một cái không giờ mà quý vị có thể thắp hương được cũng không quá là xấu nhé à, thưa quý vị à, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về những không giờ tốt để thắp hương bằng cách sử dụng cái quyển sách này tốt tuần thư để mà chọn ra cho quý vị những cái giờ thắp hương chuẩn nhất mang lại cái cát lợi may mắn hanh thông cho gia chủ thì quý vị cũng có thể tham khảo thêm cái quyển sách Ngày tốt tuần thư để chọn ra cho mình Những cái ngày giờ tốt Đấy, Để quý vị tiến hành làm mọi việc một cách chủ động hơn Mà không bị phụ thuộc vào bất cứ ai à, Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi à, Quý vị đừng quên đăng ký kênh Và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình Còn bây giờ xin chào Và hẹn gặp lại quý vị trong những video tiếp theo à, Xin cảm ơn